Việc lập quy hoạch điện 8 được mong đợi sẽ đề ra các giải pháp toàn diện để giải quyết và tháo gỡ các nút thắt hiện nay trong phát triển điện lực. Việc phát triển hợp lý, hài hòa lưới điện truyền tải, đảm bảo vận hành ổn định hệ thống cần phải được nghiên cứu và xem xét cụ thể. Đây là những đánh giá của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng tại hội thảo giới thiệu rộng rãi đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030 có xét đến năm 2045 quy hoạch điện 8 do cục điện lực và năng lượng tái tạo bộ công thương đã phối hợp với viện năng lượng tổ chức. Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, đề án quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030 có xét đến năm 2045, quy hoạch điện 8 về cơ bản đã hoàn thành. Theo đúng kế hoạch, Bộ Công Thương dự kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào tháng 10 năm 2020 đánh giá về quy hoạch điện 7 và quy hoạch điện 7 điều chỉnh, thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho biết, quy hoạch được triển khai thực hiện được gần 10 năm, nhìn chung tình hình thực hiện quy hoạch đạt được những kết quả tốt, đáp ứng cơ bản nhu cầu phụ tải với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm khoảng 10,5% một năm. Hệ thống điện được vận hành ổn định an toàn và tin cậy, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước. Tuy nhiên, mặc dù chính phủ đã có chủ trương cụ thể về triển khai nhập khẩu điện từ các nước trong khu vực với nhiều biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa Việt Nam và các nước láng giềng để tăng khả năng nhập khẩu điện tới năm 2030, tuy nhiên, quá trình triển khai nhập khẩu điện còn chưa thực sự đạt được kết quả như mong đợi làm ảnh hưởng tới việc liên kết lưới điện. Vì vậy, trong đề án lần này, vấn đề liên kết lưới điện đã được Bộ Công Thương nghiên cứu kỹ lưỡng và đề xuất các giải pháp triển khai nhằm hiện thực hóa các chủ trương liên kết lưới điện của của chính phủ. Việc này không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nước ta trong giai đoạn tới, mà quan trọng hơn là tạo sự liên kết mạnh mẽ giữa hệ thống điện Việt Nam với các nước trong khu vực hướng tới thị trường điện cạnh tranh.